Rồi đây là một đòn áo dài luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi, bằng áo dài hết trơn luôn, quá trời màu, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, đặc biệt rất là đẹp nha. Bây giờ là xấu cái hàng hội ra cho nên là mình cũng phải hai chị em và bà cũng một số. Mấy con là đến từ Hà Nội nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ đang chụp hình ở phía ngoài, rất là vui nha. Cái đoàn từ Hà Nội đến nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Dạ, con chào các cô. Dạ, mấy cô đến từ Hà Nội hả cô? Hả? Mình đến từ Hà Nội hả? Dạ. Ồ, mấy cô bằng áo dài đẹp quá cô chú anh chị ơi. Đủ màu sắc luôn. Chú ở đây mà chú biết 4 giờ chiều đến 10 giờ tối là bán live stream ở bãi biển. À thế 4 giờ chiều bây giờ chắc cô chưa đúng rồi đâu. Đấy. 16 giờ đến 22 giờ. Dạ. À thôi thôi không. Làm gì mà có ý kiến chỉ có mình vẫn cho bà là bà làm được như này là được. Đó, các cô đồng cái chiếc áo quần dài rất là đẹp nha cô chú anh chị. Từ Hà Nội đến. Hà Nội là mình bay vào hồi nào cô? Bay vào 3 ngày hôm nay rồi. 3 ngày hả cô? Trời ơi. Cô có xem hôm bữa nay là cô đến để đi du lịch cô chú anh chị ơi. Đó, bây giờ là các cô lần lượt đi vào để mua vé rồi chưa anh chị ha. Đó, rất là đông vui nha. Đoàn áo dài rất là đông từ Hà Nội đến. Cho nên là người ta nói là không có tài xế riêng, nhưng mà gia đình chúng ta ráng tập trung một nhóm mình như vậy để mình lên được bao nhiêu mình lên. Nếu như mà không hết đoàn mình thì mình đi chiếc xe khác. Cô chú mình lên nói tôi đi tới Kim Điện, con cũng tới Kim Điện luôn nha. Trên vé nó có ghi Kim Điện, khu Kim Điện đầu tiên. Đi tới khu Kim Điện đầu tiên rồi mình tham quan xong rồi, lâu rồi em sẽ hướng dẫn mình đi qua chiếc xe khác nữa. Bây giờ em sẽ phát cho đoàn mình vé nha. Dù không đi cùng với đoàn hai xe riêng biệt, nhưng mà chúng ta chỉ nói khu Kim Điện. Rồi, rồi chút xíu mình sẽ gặp nhau tại khu Kim Điện. Vậy rồi nha. Rồi, 1, 2, 3. Bây giờ là đồng đoàn sẽ phát mỗi thành viên là một máy cô chú anh chị. À, bây giờ là sẽ đi Kim Điện trước. Kim Điện là nơi thờ những cái vị Kim Điện à. Dạ, Kim Điện là nơi cô Hằng cũng đã mỗi lần xuất hiện là 5 giờ chiều đều đến để thắp hương. Không, bữa nay là 16 giờ cô. 16 giờ tại khu biển. Mười sáu giờ tại khu biển là sẽ được gặp cô Phương Hằng. Ồ, mấy cô bằng áo dài quá đẹp luôn. Em ở ngoài Bắc cho đến em ở thủ đô. Dạ, thủ đô Hà Nội. Vé này là được đi lâu. Dạ, đi cả ngày luôn. Dạ. Chưa được ăn không hả chị? Dạ. Chưa được ăn không? Không, không, cái này mình chỉ đi xe thôi. Hồi nãy hình như con thấy có mấy cô là đi trước rồi đó cô. Ờ,
phải không? Không phải đoàn cô hả? Ủa đoàn của mình là tổng luôn là bao nhiêu người cô? 42 người. Dạ. Mà cái này là mình làm một cái hội hay là sao ở ngoài đó cô? Cái đoàn hả? Là mình đăng ký hả cô? Dạ. Ồ, bữa nay Hà Nội. Dạ, Hà Nội. Nếu mình có dịp cơ hội ta chạy lại cái nguyên đoàn của cô. Dạ. Chắc lần đầu tiên mình đến khu du lịch này đấy. Lần đầu tiên toàn cô đến đấy. Dạ. Con đi đâu mà biết. Dạ. Mình từ hôm thứ năm rồi. Hôm thứ năm. Vậy là mình đi những cái tour khác nữa hả cô? Sang bên Bà Chúa Xứ. Bà Chúa Xứ. Lại đến châu Dạ. Không nhớ lắm. Còn khi nào mình bay về Hà Nội lại? Hà Nội ra biến vào đi xe đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh xong xuống về miền Tây là đi qua An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ. Dạ. Rồi về Châu Đốc về đến Tây Ninh lên chùa Chùa Bà Đen. Bà Đen. Xong rồi mới đi vào đây. Dạ. Quá là vui, bình khởi. Đi một cái tour vậy là bà dài bao nhiêu ngày cô? Không sao, để mấy cô có việc 6 ngày. Dạ, bữa nay là ngày thứ mấy? Mấy cô cứ ở đây thứ tư. Ngày thứ tư. Dạ, vậy là còn 2 ngày nữa. Mình trải nghiệm trong 4 ngày qua là mình có cảm thấy như thế nào cô? Vui không? Quá là đẹp. Rất là vui là thích. Dạ. Nhưng mà con nghĩ là chắc mình mất nhiều năng lượng nhưng mà cố lên ha. Tại vì trong 6 ngày là rất là vui mà. Nói rõ ràng cho đồng mình hiểu. Dạ. Nào. Là bây giờ phải bắt đi ăn cơm trưa xong. Dạ. Hào hơn. Dạ. Nói cái gì đó không biết. Rồi bây giờ là phát vé nữa nha. Cô nhận vé chưa? Cô nhận vé rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, con chào cô. Mấy cô muốn 3-4 giờ chiều mấy cô muốn về Đại Lục Lâm thì mấy cô tiên cũng tiên sẽ đem trở lại đây. Ở bây giờ là trưởng đoàn nha cô chú anh chị phát vé ha. Đúng rồi, nghe bãi xe mình rồi 0027 rồi là mấy cô mình lên xe chở tôi về Đại Lục Lâm con thứ bảy nha. Bây giờ trưởng đoàn có những lời dặn dò cho cái những cái các cô đi trong tour để không có bị lạc nhau cô chú anh chị hả? Rất là vui trong cái ngày hôm nay ha. Cái cô trong những cái chiếc áo dài rất là đẹp. Và tới đây là Tiên cũng xin khép lại cái video này và chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa hoặc là nhiều sức khỏe. Và Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip vào những cái khung giờ khác ha. Tiên sẽ tiếp tục cập nhật nha.